Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay, tiếp tục rèn kỹ năng hình học chương 2 cho các em nha. Chủ đề về đường tròn. Vậy thì tiếp tục các em quan sát vào đề nha. Đề cho bài nè. Cho tam giác ABC nối tiếp đường tròn tâm O. Rồi, khi gặp cái đề này thì các em, tôi khuyên các em đừng bao giờ vẽ tam giác trước. Nhiều em vẽ tam giác trước rồi sau đó xác định tâm á, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác nó cực lắm, giao vào hai đường trục trực của hai tam giác. Nó hao thời gian mình. Khi đề bài cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O thì tôi khuyên các em vẽ đường tròn như trước và vẽ tam giác bên trong, tam giác truyền thống bên trong là tam giác nhỏ này nha. Vậy thì coi tôi vẽ hình trước này. Đầu tiên các em vẽ đường tròn tâm O vô cho tôi đi. Hình này tôi vẽ rất là lớn nha các em nha, em quan sát rồi nha, rất là lớn là chút xíu nha, khá phức tạp đó. Nha. Cho đường tròn tâm O. Cho tam giác ABC nối tiếp đường tròn tâm O. Vẽ đường tròn chưa? Vẽ tam giác truyền thống bên trong nha các em. Và vẽ tam giác truyền thống nhau nè. Phải kỹ thuật một chút xíu nha, chứ không phải vẽ đó. Vẽ đài nó không được đâu. Rồi vẽ tam giác nhọn. Đây, tam giác truyền thống nè. Đó, từ năm lớp 7 đã nói tam giác nhọn như thế nào rồi đó nha. Đây. Đây là tam giác ABC. Rồi người ta nói nè, kể hai đường cao BD và CE. Đường cao nè, đường cao là phải vuông góc nè với cạnh đối diện nè. Đường cao thứ nhất là BD, đường cao thứ hai là CE nha các em. Rồi cao thứ hai nè. Đây. Vuông cho ha. Đặt cái chiếc xuống này một xíu cho nó thuận cho lỗ. Rồi, giao nhau tại điểm H nha các em. Đây. Người ta yêu cầu nè. Chứng minh AH vuông góc với BC. Nhớ gì không? Các gì em nhớ? Đường cao thứ nhất, đường cao thứ hai. Trong tam giác giao của hai đường cao gọi là gì em? Trực tâm. Nên đường thẳng xuất phát từ đỉnh còn lại mà đi qua trực tâm, đỉnh còn lại của tam giác đi qua trực tâm chính là đường cao còn lại, đúng không? Đây là một trong 10 năm cách tôi đã dạy các em chúng mình được nha. Vậy thì là tức AH vuông góc với BC. Các em nói AH mà em nhớ nè, khi chứng minh vuông góc á mà thông thường người ta chứng minh xuống tới cái cạnh đó luôn, nhưng mà em đọc cái đề lên đây thì nói AH nó có kẻ tới chưa? Chưa thì bài đó hầu hết là trực tâm. Nhớ kỹ rồi nha, thì mình trình bày hoàn chỉnh đây nè. Câu A mình nói là trong tam giác ABC có hai đường cao, ok, có hai đường cao, hai đường cao tên là BD và CE nha các em, giao nhau tại H nha. Suy ra H là trực tâm của tam giác ABC. Rồi vậy AH chính là đường cao còn lại, đúng không? Vậy mình có quyền kết luận vậy AH vuông góc với BC. Câu B nha các em, quan sát câu B nè. Câu B người ta yêu cầu chứng minh AE nhân AB bằng AD nhân AC. Em nhìn thấy điều này trong đầu thầy chỉ có hai hướng duy nhất mình hay dùng nhiều nhất là một là hai tam giác đồng dạng, hai là hệ thức lượng nha. AE nhân AB không có hệ thức lượng được, rồi đâu có liên quan hệ thức lượng được. AD nhân AC, AD nhân AC không thể dùng hệ thức lượng được. Vậy em chuyển đến hai tam giác đồng giác, em nhớ nè, em muốn chứng minh hai tam giác đồng giác ưu tiên cái trường hợp góc góc trước. Nếu tam giác vuông chỉ cần một góc nhọn bằng nhau thôi lập tức đồng giác, tại vì nó có sáu góc vuông bằng nhau rồi, có nghĩa đồng giác là trường hợp góc góc. Giờ đoán tam giác cần xét này, AED thôi đừng nhìn nó, đây khó nhìn rồi đó, tam giác này khó nhìn lắm, nhìn cho tam giác cuối này.
A, E, C. Nhìn coi. A, E, C là tam giác gì? Vuông. A, B, D. Em thấy A, B, D không? Cũng là tam giác gì? Vuông. Hai tam giác vuông này có chung góc nhọn A đúng không? Vậy lập tức hai tam giác này đồng. Giác. Cái trường hợp góc góc em lập chỉ số ra, bảo đảm ra được điều này. Hiểu vấn đề đó không? Rồi, còn chị em xếp này không? Xếp tam giác vuông A, E, C và tam giác vuông A, E, C bên kia nó đúng tỷ lệ nha, sai tỷ lệ là tiêu đó. A, E, C nhóm vuông nhóm giờ nhóm vuông nhóm A, D, B mới được. Có A góc nhóm chung suy ra tam giác vuông A, E, C đồng dạng với tam giác vuông ADB. Đây là trường hợp góc góc. Em lập biển số ra. Nhìn nó đề lập là AE đầu thứ nhì trên đầu thứ nhì trên AD. AD lấy ra rồi còn AC đầu cuối trên AB. Nhân chéo đây. Suy ra AE nhân AB bằng AC nhân AD đều phải chứng minh. Ok, em trình bày vậy. Câu tiếp theo các em nha. Kẻ đường kính AOF lối lại nha. Rồi, AOF chứng minh tứ giác BHCF lại bình hành. Đúng rồi nha. Rồi, BHCF là hình thành. Rồi, muốn chứng minh hành thì các em phải nhớ dấu hiệu chứng minh hành nha. Đó, có 5 cách cơ các em. Nhưng mà thông thường các em nhớ cho tôi 4 cách đầu tiên thôi là đủ xài rồi nha. Còn cái cách cuối cùng nó không tỷ lệ, không có ra nổi đâu nha các em nha. Nó như vậy đó các em. Em nào quên thì coi lại nha, cách chứng minh tứ giác là hình bình hành. Nè, hình bình hành có bằng này dấu hiệu này. Cách thứ nhất, các cạnh đối song song. Cách thứ hai, các cạnh đối bằng nhau. Cách thứ ba, hai cạnh đối song song mà bằng nhau. Cách thứ tư, hai đường chéo cách nhau để chuẩn bị mỗi. Được. Còn cách thứ năm là các góc đối bằng nhau. Nhưng mà em chỉ đi, đâu có làm được điều đó. Thì lại chứng minh vô dấu hiệu đó khó lắm. Em nhìn trong đó đúng rồi. Cách này. Rồi nha, giờ cách đầu tiên kiểm tra các cạnh đối song song không. Em nhìn coi song song không nha. Em nhìn lên bảng nè. Đây là kỹ thuật nha, để ý chút xíu cho tôi. Rất là hay luôn. Giờ chứng minh hai này song song này. Hai này song song này nha. Và chứng minh hai này song song này. Các em để ý này, tôi chỉ cho làm này. Rất là nhanh này. Nhìn nha. Lúc này cái mắt mà em tập trung vô khu vực bốn điểm này thì không bao giờ làm ra được nha. Em nhìn rộng ra một chút xíu. Em nhìn rộng cái BH. Em thấy có vuông góc này không? Đúng chưa? Vuông góc này. Vậy thì muốn hai này song song thì chỉ cần đây chứng minh làm sao em? Vuông góc. Tại vì hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, đúng không? Em nè, đề bài em nhìn nè, ô muốn chứng minh hai này song song mà đây vuông thì chỉ cần chứng minh đây vuông thôi. Em mình hỏi chứng minh đây vuông được không? Coi chứng minh vuông cho em coi nha, cái nhìn như bạn này. Nhìn nha. Lúc này tôi chỉ cho. Em nhìn thấy tam giác ACF không? Có một cạnh là đường kính thì chắc anh đang nói đó là đang nói gì vuông đó, có thể bị luận như vậy. Rồi các em nghe tôi phân tích này, tôi nói vô này, các em thấy liền này, cái này tôi nói đề cập rất là nhiều luôn, nó đi nó lại rất nhiều bài tập rồi. Em nhìn thấy có OC không, bán kính không, bằng OF không, bằng OA không, bán kính trong một đường tròn tất cả bán kính phải bằng gì, bằng nhau đúng không? Rồi em nhìn vô ngay cái tam giác này này, ECF OC có phải là đường trung tuyến không? Đi qua trung điểm là đường trung tuyến. Mà đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này có nghĩa đường trung tuyến bằng đường trung tuyến đứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy ấy đó. Nhớ không? Thì tam giác này là tam giác gì? Vuông. Đúng không? Trong tam giác vuông đường trung tuyến đứng với cạnh liền thì bằng nửa cạnh liền. Trong đường này đường trung tuyến bằng nửa cạnh. Đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy.
thì cảm giác đó là cảm giác nguồn. Nguồn nào? Nguồn AC, pH cũng nguồn gốc AC, vậy lập tức hai này song song với nhau. Sang đây nha, em nhìn ở đây cho tôi nè. Giờ chính thứ hai này xong qua này. Anh thấy buồn không? Em buồn chưa? Được. Chỉ cần muốn chứng minh hai này xong xong, chỉ cần chứng minh đây làm sao đây? Buồn. Tôi nói cho em con này. Thế nó không ngồi OB. OB có phải bán kính không? OB là bán kính không? Vậy các bạn ký hiệu là một gạch được không? Nhìn vô tam giác A, B, C, F, thấy chưa? Đường này gọi là đường gì? Trung tuyến. Đoạn này bằng AC chia mấy? Đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác này tam giác gì? Vuông. Giống hệt như bên kia, chỉ là đều vuông góc, mà CH cũng vuông góc, mà hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với này, song song với này, này song song với này, lập tức kết luận đó là hình gì? Hình bình nha. Em nhớ sang kỳ hai bài này ngắn lắm, sang kỳ hai chúng mình vuông góc ngắn lắm, nhưng mà giờ mình chưa học thì tôi không nói cho em nha. Sang kỳ hai nhìn vô ta nói là góc này là chín mươi luôn nha, góc cũng chết cánh hình tròn, nhưng mà kỳ hai cái này càng được cách này nha. Giờ mình phải làm cái cách bình thường. Ở đây vẫn có hai cách làm, em có thể nói là trong tam giác này có ai em mà được kính phải chia tam giác thành các vuông được nha. Đó, còn khi nó làm nó sử dụng đường trung tuyến để tôi phân tích nha. Vậy thì các em quan sát đến câu C, ta có CO bằng OA, em nhìn vô cái tam giác này AC, CO bằng OA bằng OF nha, bằng 2F chia 2. Vậy từ đây suy ra tam giác ACF vuông tại C nên FC vuông góc với AC, mà BH cũng vuông góc với AC luôn. Vậy suy ra FC song song với BH, em là đen số 1. Okay. Rồi tiếp tục em nha. Ý tiếp theo làm cũng tương gọi đồ ơn, hoặc có thể em nói chứng minh tương tự, nhưng mà tôi muốn làm nhiều cho các em nhớ luôn. Ta có BO bằng OA bằng OF bằng AF chia 2. Và từ đây suy ra tam giác ABF vuông tại B, đúng không? Vuông tại B thì suy ra FB vuông góc với AB, mà CH cũng vuông góc với AB. Vậy từ đây suy ra FB song song với CH, em đặt đây là 2. Từ 1, 2 suy ra tứ giác BHCF là hình bình hằng. Okay. Rồi em quan sát này, chúng ta gọi nè, gọi Y là trung điểm của BC nha. Y là trung điểm của BC. Ok, chia đôi ra. Y là trung điểm của BC. Rồi chứng minh HIF bằng hàng, chứng minh ba điểm bằng hàng nha các em. Đó là cái hàng. Rồi, chứng minh ba điểm bằng hàng các em nghe nha. Rồi, chứng minh ba điểm bằng hàng hiện tại chương trình lớp 9 các em. Ít nhất trong đầu em phải có ít nhất là ba cách. Còn nhiều nhất là đến 6 7 cách. Cách thứ nhất các em nghĩ nè. Có được, có thể ba điểm, muốn chứng minh ba điểm bằng hàng, có thể chứng minh ba điểm là thành một góc bề không? Đưa về 180 được không? Thứ hai thì tuyên đề thôi. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng cao trước thôi. Vậy qua một điểm nó chứng minh được có hai thôi. Hai đường thẳng song song với đường thẳng cao trước, lập tức ba điểm này. Cách thứ ba các em nghe nè. Em học ở trong bài hình bình hằng á, bài này đốt cho luôn, nó ngay hình bình hằng luôn đó nha. Hình bình hằng có cái tính chất là gì? Hình bình hằng có rất là nhiều tính chất, nhưng mà cái tính chất các em học này, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi gì? Mỗi đường, đúng không? Lớp 8 mình học tính chất là rồi. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Vậy thì nếu giả sử ở đây có một
điểm là trung điểm đường chéo thứ nhất. Một điểm này, ví dụ điểm Y này là trung điểm đường chéo nhất. Các đây này, chữ H luôn, tôi biết lại luôn, HC, FB này. Y là trung điểm đường chéo nhất. Mà lý thuyết mình học rồi, trong hình bình hành, hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường. Y là trung điểm đường chéo nhất, vậy lập tức Y chính là trung điểm đường chéo nhất. Đúng không? Mà Y là trung điểm đường chéo thứ hai, mà trung điểm chắc ăn là trung điểm. Là điểm nằm trên đường thẳng đôi, đúng không? Đó, lập tức ba điểm này. Còn cái bài này đưa về 108 cũng được, nhưng mà nó dài lắm nha, chúng mình hai đang giáp bằng nhau, hoặc đưa về để lý sinh sơn được luôn nha, các em về nghiên cứu thêm ha. Đó, nhưng mà tôi sẽ làm cái cách ngắn nhất cho các em. Rồi, để các em quan sát tôi nói câu đấy. Em nhìn lên hình này, BHCF Y có phải là trung điểm chéo nhất không? Vậy nó chính là trung điểm đường chéo thứ hai, lập tức ba điểm thẳng nè. Vậy các em trình bày vô. Rồi, trong hình bình hành, trong hình bình hành BHCF có Y là trung điểm đường chéo BC, suy ra Y cũng là trung điểm đường chéo, Y chúng cũng là trung điểm đường chéo HF luôn nha. Kết luận vậy, H Y em kỹ hơn nè, Y cũng là trung điểm của đường chéo của hình bình hành nha. BHC vậy HIF bằng hàng. Đó, cái phương pháp này làm mình học trong chương trình lớp mấy em? Thằng hàng, lớp 8 đó các em, đúng không? Câu cuối câu em. Rồi, tôi nói OI này. Đó, lối hình không? Quá trời nhiều đường luôn không? Rồi, câu em ở đây yêu cầu chứng minh này. Chứng minh hai lần OI bằng 2 hát. À, vậy nè, AHA, OI bằng AH chia 2. Cái gì mà đoạn thẳng chia đôi được? Thứ nhất có khả năng là trung điểm, thứ hai là trung tuyến, thứ ba trung bình. Thấy không? Nó có 3 chữ trung, đúng không? Trung điểm, trung tuyến, trung bình. Còn trung gì nữa không? Có 3 cái trung hàng, hai ngang. Dạ, em nhìn lên bảng này. Em nhìn nó đi. Không thể là trung điểm được. Tại vì cạnh này rồi nè, đâu có chính đâu, đúng không? Không thể là trung tuyến được, đâu có liên quan trung tuyến gì đấy. Vậy còn cái gì? Trung bình. Em nhìn vô đây nè, tôi đồ đen thui lên cái tam giác này, em thấy liền nè. Hai cạnh này mới chứng minh bằng nhau chưa? Bằng nhau không? Y là trung điểm đây. Y là trung điểm của HF đúng không? Mới chứng minh nè. Thấy gì chưa? Đoạn này bằng đoạn này không? Rồi cái cạnh này nè, bằng cạnh này không? OF bằng OE, IF bằng IH. Đường thẳng nối liền trung điểm hai cạnh. Đường thẳng nối liền trung điểm hai cạnh nó đánh giá gọi là đường trung bình. Đúng không? Và IO này em. IO có phải là đường trung bình không? Đường trung bình thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh thứ ba. Bằng nửa AH, vậy AH phải gấp đôi này không? Xong rồi. Được vấn đề đó không? Rồi, vậy thì các em trình bày bài ha. Rồi các em trình bày ha. Trong tam giác AHF có HI bằng IF. Đó, đây là mới chứng minh là trung điểm nè, đúng không? Coi nhìn giả thiết đi. Rồi AO bằng OF bằng bán kính, đúng không? Rồi, vậy từ suy ra OI là đường trung bình của tam giác AHF. Vậy đường trung bình thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh gì ấy, bằng AH chia 2. Suy ra AH bằng 2 lần OI
nha.